thỏ 7 màu tỷ lệ thắng 100% chơi như thế nào? Ok thì sau hơn một tuần, người người chơi, nhà nhà đã thử qua trang phục mới của thỏ thì nay Trâm Anh mới ra video, chờ chút ỉa cái rồi nói tiếp nè. Mấy người kỳ vọng gì á mà con thỏ. Nên giờ cũng hết điều gì mới mẻ để giới thiệu luôn, tại vì ai cũng biết rồi mà. Cảm nhận của Trâm Anh thứ nhất về ngoại hình thì dễ thương, tông màu này mình cũng thích. Phía trước với hai bên rất ok, còn nhìn từ phía sau giống cây nấm, nhìn nó cứ lạ lạ. Về hiệu ứng chiêu thức thì nó mượt nha, không mấy loại lẹt, nói chung kiểu hiệu ứng chiêu nó không to, không nổi bật, nhưng mà một skin free như này là quá ngon rồi, kể cả nó không miễn phí thì chắc chắn nhiều người cũng mua, trong đó có Trâm. Nãy giờ mấy bạn thấy mình cấu rỉa Tozo, không cho nó có cơ hội tiếp cận, khi bắt đầu suy yếu thì săn. Chơi xạ thủ thì phải có nhiệm vụ cấu rỉa đỡ đòn, mà mấy bạn có chơi đỡ đòn thì cũng phải biết tránh né chứ không nên cứ đưa lưng cho AD cấu rỉa. Skin này có một đặc điểm nổi bật nhất mà ai cũng thích, đó là hiệu ứng biến về, vui vệ sinh ở hầm cá tra. Hiệu ứng bật ulti cũng bình thường, không được sặc sỡ. Cố gắng quay lại bắn cứu support, ai dè nhận ra bản thân không còn mana để chạy nữa, một cảm giác bất lực khi đợi người ta đến làm thịt. Má làm gì má đứng đó gì má? Má đứng nhìn điên vậy? Chỉ cần đi chung, nhất định sẽ chết chung. Cái cảm nhận thứ ba của mình, cũng như nhiều bạn là skin này nói quá nhiều, những cái câu thoại thì không nói đến, nhưng cái âm thanh lúc đánh thường, nó cứ á á liên tục gây cảm giác ồn ào. Mình nghĩ nên xóa cái âm thanh á ấy, hoặc chỉ nên á ở lần đánh đầu thôi cũng được, nhiều âm thanh lời thoại thì thấy cũng vui, nhưng nó lặp lại thì thành ồn. Này mà đi với Nata nữ quái công nghệ nữa chắc thành cái chợ, nó hú nó hét ỏm cả tim. Ăn no giờ về thôi nha. Ông Tozo này kiểu không làm được gì Slim luôn, tới hút thì nhảy cái thoát khỏi. Mất chim rồi em ơi. Đừng nóng vội, họ tiến mình lùi, họ lùi mình tiến. Tội nghiệp tu lên đỉnh ulti hút mà không được. Sự kiện skin này thì kéo dài tới tháng 10. Bạn nào chưa nhận thì vào chơi game tầm 30 trận với đăng nhập hàng ngày nữa là được nhé. Vì miễn phí nên phải đánh đổi công sức. Nhưng thứ miễn phí thì không mua được bằng tiền, vì nếu nhận bằng tiền thì họ không cho là miễn phí. Hết mana phải đã. Thấy Trâm ngồi ỉa, Tozo đi tới nhìn lén. Trâm nắm cúc cất nóng hồi quăng vào mặt Tozo. Tozo bị choáng, Tozo chạy Trâm dí theo, bao nhiêu cà rốt ăn hàng ngày giờ bắn ra làm Tozo không chịu nổi. Đúng là top 1000 Slim tỷ lệ thắng 100/1000 có khác. Định lăm le cướp tạt thành, bò một lần nữa phải nằm lại. Với tình hình này thì còn nhiều lần nữa, tại vì Trâm chưa muốn win để có thể ăn được nhiều hơn. Đợi 8 phút ăn con tà cấp 2 rồi chơi cho yên tâm. Lại là bò điên. Bị mất tà luôn, mặc dù nó điên điên khủng khủng nhưng cũng có ích đấy chứ. Lấy cái trụ rồi về. Vãi thiệt chứ, quẹt cái chết luôn. Dưới này thì đẩy lính chơi xong, trên kia chúng múc bang nhau,
dẹp hết, không được tụ tập. Skin này cũng là skin khắc chế được hồ nước của Dolia nhé mọi người. Tại vì khi Dolly tạo vũng nước để bơi thì Slim nhảy vào đó ngồi ỉa, Dolia sẽ ô nhiễm mà chết. Phóng cho phát nữa thì mày đi luôn nè. Thôi về, không cứu được nữa, chúng quá đông. Nát bên kia cũng khôn chứ đùa. Thêm thằng khủng kia đòi cân năm nữa, lại thiệt chứ. Sang ăn tà thần. Trước khi ăn chết cho cây lao. Dính luôn kìa. Á em này, người quen cũ. Không biết anh bò có cướp tà nữa không ta. Tà thần đang lên mà bên kia chết cả rồi, sao mà thủ được nữa. Vậy là game đấu cũng dừng tại đây. Mấy bạn chơi trang phục này thì cho Trâm cảm nhận bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem.